tù binh para. Đơn vị tôi có đợt cấp quân trang cho lính, tôi nhận được một quần so avios tương đối đẹp, nhưng lại phải bị nhận cái áo phin màu đen chết tiệt, đen như quạ, đen như áo đen của lính Khmer đỏ. Có điều vẫn có hai túi ngực, đĩa đeo cầu vai như quân trang xuân hè của bộ đội chính quy. Nhìn lại các trung đội khác cũng có vài chiếc giống của mình, không những vậy còn có thêm nhiều màu sắc khác nhau, màu vàng úa, màu xanh cổ vịt, màu xám cho v, v, Tôi cầm áo lên phản nàn với khoa tiểu đội trưởng, ông xem, thằng đi đầu mặc bộ này đi truy quét, lính mình tưởng địch, nó bắn nhầm thì tôi bỏ mẹ à. Thì mặc loanh quanh trong doanh trại hoặc lúc tăng ra đào hào thôi, chớ có bước ra khỏi hàng rào đơn vị là được. Rõ khổ, là lính chiến quân tràng lung tung, có thằng mặc quân phục lính binh đoàn Hansam Rin vàng úa như da bò, có thằng đội mũ sắt Việt Nam công hòa, giày bố đen, hoặc giày ghệt cao cổ của Mỹ, rồi cả áo ngụy binh ngầu ngầu, chẳng biết đâu mà lần lính khổ, quân nhu thiếu thốn khi diệt được địch, lột bừa quần áo của nó rồi khoác phúa lên người. Một hôm tôi dẫn lính C5 đi truy quét, vừa bước chân đến đầu phung camper dạ đã thấy mấy người dân nét mặt hớt hơ, hớt hải chỉ trỏ về phía giữa phung, miệng lắp bắp, tà hiên, tà hiên. Quái lạ, nếu là địch thì dân hay gọi là pol là bộ đội thì gọi là cong top, đây lại gọi là lính, nghe có vẻ không đúng trong cách gọi. Hơn nữa phung này nổi tiếng theo địch, C5 đã từng hy sinh nhiều người tại phung này. Sao họ lại báo có địch cho mình? đại đội cho triển khai bao vây quanh phum nhìn từ xa đã thấy ba bóng áo xanh đội mũ phớt cụt rộng vành sắc phục khác lạ chúng đang lấy gạo và bắt gà của dân một thằng leo lên cầu thang bỏ súng ngoài cửa vào hẳn trong nhà cả đơn vị háo hức chờ lệnh nổ súng không ngờ hai thằng dưới đất bất ngờ vượt vòng vây phóng thẳng vào rừng bỏ chạy quăng hết gà vịt lương thảo chúng tôi nổ súng nhưng không chết tên nào còn lại một tên trên nhà sàn chúng tôi vây chặt không cho thoát thân một lúc sau cửa mở một người đàn bà tóc tai rối bù váy sộc sạch, mặt tái mét, hớt hải xô liếp chạy xuống cầu thang làm rớt cây súng giờ một năm của tên địch. Chúng tôi tiếp cận gần hơn hô đầu hàng, biển đen liều mạng lao lên nhà sàn lôi cổ nó xuống, bộ quân phục xanh dờn, quần nhà binh túi bắt gà dày ra cao cổ, thật dễ ghét. Nhìn bộ quần áo này yếu lính và điều cáng làm sao? Sau khi lấy dây rủ trói kỹ càng, chúng tôi thì nhau đấm đá, đấm thẳng vào mặt vào mũi, không phải ghét tên địch hà hiếp dân lành, cũng không phải lý do nó là địch, mà chỉ đơn giản lính ghét bộ quần áo nó đang mặc trên người quá đẹp, quá ngầu. Mọi trang bị trên người nó hơn hẳn lính bộ binh chúng tôi, phải đánh cho bõ ghét, đại đội trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trợn mắt ngăn cản đám lính hung hãn, anh dùng cả thân mình che chở cho tên tù binh mà thằng Thành lùn vẫn còn cố xong phi thêm hai cước vào lưng. Chúng tôi giải tù binh xuống phung cam tin, nơi ấy có ổ phục kích của C5, gửi lính phục kích đưa tù binh về tiểu đoàn bộ khai thác. Ba ngày sau chúng tôi truy quét trở về, hỏi thăm về tên địch, được biết nó là lính para một sắc lính không biết của ai đào tạo. Vùng chúng tôi hoạt động hầu như, không có sắc lính này, duy nhất xuất hiện tại phung camper dạ có một lần. Tôi xuống trung đội vận tải xem thằng tù binh, đồng thời muốn ngắm lại bộ quân phục đẹp đẽ của nó, nhưng chỉ thấy một thằng biên tóc xoan mặt mũi bầm tím mặc cái quần mất ống của quân tình nguyện Việt Nam và cái áo không tay trên túi ngực có theo hàng chữ C5D8E29F307. CCB Nguyễn Tuấn,